chương 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê Tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokoro, Nicano, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda, và trình bảy người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Ê Tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân, nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là hội của bọn được tự do với những người quê ở Siren, người quê ở Alexander, cùng người Juda ở xứ Silici và xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê Tiên. Song chúng không chống nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói, bèn xui xỉa mấy người đặng nói rằng, chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối, nói rằng, người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chân chúng ta đã nghe người nói rằng, Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê Tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy.